Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy chiếu phổ thông đang được người sử dụng khá ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Model máy chiếu xin giới thiệu với các bạn ở đây là Optoma S312. Đây là một trong những cái model máy chiếu sở hữu những cái thông số kỹ thuật khá ấn tượng, có thể phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng của chúng ta. Optoma S312 được thiết kế với cường độ sáng đạt 3200 lumen, hệ số tương phản đạt 20.000/1. Tuổi thọ bóng đèn sử dụng bóng của hãng Osram với tuổi thọ bóng đèn có thể đạt đến 10.000 giờ. Công suất bóng đèn là 180 đến 190W. Các cái cổng kết nối của Optoma S312 bao gồm cổng Vega In, cổng HDMI, video, cổng USB mini và một cái cổng USB 5V out. Đối với cổng USB 5V out này có một cái lợi thế mà ít người sử dụng biết đến, đó là cái tính năng nó sẽ cấp nguồn cho một cái thiết bị phát Wi-Fi. Do đó với khi chúng ta sử dụng cái Optoma S312, chúng ta có thể mua thêm một cái bộ Miracast HDMI để chúng ta sử dụng kết nối không dây với giá thành khoảng từ 800 đến 1 triệu đồng. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một máy chiếu với kết nối không dây, thay vì chúng ta phải đầu tư từ 18 đến 20 triệu để có thể sở hữu một cái máy chiếu có tích hợp sẵn cái Wi-Fi. Đây là một điều mà chúng ta nên biết khi chúng ta có nhu cầu sử dụng kết nối không dây. Với cường độ sáng lên đến 3200 lumen thì Optoma S312 có thể sử dụng để trình chiếu trong những cái màn chiếu cái kích thước từ 100 đến 200 inch trong những cái điều kiện có nhiều ánh sáng. Ví dụ trong các hội trường hoặc trong các cái phòng họp, phòng học, dạy học có diện tích lớn với ánh sáng nhiều. Optoma S312 được thiết kế khá nhỏ gọn với trọng lượng chỉ khoảng hơn 2 kg và tích hợp đầy đủ các cái tính năng. Trong đó có một tính năng trình chiếu phim full 3D mà chúng ta nên biết khi chúng ta có nhu cầu sử dụng để chiếu phim 3D trong kinh doanh hoặc là trong gia đình. Với tính năng trình chiếu phim full 3D thì Optoma S312 có thể trình chiếu phim định dạng 3D SPS, Top Button hoặc là phim 3D Blu-ray từ mọi các cái thiết bị phát có hỗ trợ kết nối 3D. Với mức giá bán chỉ khoảng 7.500.000 đồng thì chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu một máy chiếu với cấu hình tuyệt vời và chế độ bảo hành lên đến 2 năm cho thân máy, 12 tháng cho bóng đèn, tương đương 1.000 giờ sử dụng. Các thông số kỹ thuật khác kèm theo giá bán các bạn có thể tham khảo trên trang web của chúng tôi là vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.